Nhân kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Nhân dịp chào mừng năm học mới, năm học đầu tiên của thế kỷ 21. Tác giả Cảnh Giang, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quảng Bình, một thầy giáo đã 32 năm trong nghề dạy học, đã cho ra đời tập thơ Tình Cát, in tại nhà xuất bản Thuần Hóa tháng 6 năm 2000. Đây là tập thơ thứ hai của anh. Với tập thơ đầu Thời gian chưa xa, nhà xuất bản Thuần Hóa năm 1997 ghi đậm dấu ấn. Vẫn chưa xa tháng ngày nhung nhớ, vết thương đau kỷ niệm một thời, xin dâng tặng quê hương, người thân bè bạn, để chúc tình sâu lắng của hồn tôi. Thì tập thơ này Cảnh Giang với 46 bài thơ xoay quanh đề tài về quê hương và con người trên làn khát và kỷ niệm những năm tháng gắn bó với mái trường. Tập thơ ca ngợi những con người sinh ra và lớn lên trên làng cát quê hương trong gian khổ đắng cay, mất mát hy sinh, vẫn dũng cảm kiên cường bất khuất đánh thắng quân thù. Các bài thơ Tình Cát, Hoa nơi miền cát, Dấu chân người lính, Lòng mẹ, Về Lề Sơn, Xứng danh anh hùng, Những năm tháng không quên, vân vân. Bông hoa trên miền cát, dân hương sắc cho đời, dẫu năm tháng đầy vơi, mằn mòi trong sắc đỏ. Tình cảm của anh là những bông hoa dâng tặng tập thể y bác sĩ bệnh viện, những người đã cứu sống tác giả khi anh bị tai nạn giao thông. Những bài Em y tá của anh, Có anh trong tim em, Nụ cười, Làm vua, Ánh sáng, vân vân, đã nói lên tấm lòng biết ơn và ngợi ca những người chiến sĩ áo trắng, lương y như từ mẫu, đã hết lòng vì bệnh nhân. Đang lành lặn bỗng nhiên tàn phế, nhà buột con tim chút lành lòng, nỗi niềm mơ đã thành khát vọng. Giữa trời xanh em áng mây hồng, che đời anh nắng nôi rạc bổng, em hiền về tươi mát dòng sông. Đặc biệt với tác giả, anh là một thầy giáo 32 năm đứng trên bục giảng từ những ngày lớp học ngầm vang tiếng em thơ, trang sách cháy một góc hầm bom rồi. Đến những kỷ niệm với những học trò thân thương bây giờ đã chắp cánh bay xa. Có những học trò bây giờ là sĩ quan trong quân đội, y sĩ, bác sĩ trong các bệnh viện hoặc cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước. Nhưng trong sâu lắng trời xanh kỷ niệm, nhớ thầy cô, dạt dào thương mến, tuổi học trò nâng cánh bay cao. Hoặc em còn nhớ hay em đã quên, người lãi đò một thời em quý nhất, vẫn bài ca người đi ươm hoa. Nhưng với tấm lòng một thầy giáo, một đời gắn bó thân thương với mái trường tuổi thơ, đã biết bao chuyến đò đưa hàng ngàn học trò qua sông như những cánh chim tung bay khắp mọi miền đất nước. Giữa muôn trùng biển biết bao la, ta chèo chống đến chân trời rộng mở. 30 năm nàng tình duyên nợ, miệt mài vun sới vàn nhành hoa. Cảm ơn thầy giáo, nhà thơ đã khắc họa một phần những năm tháng khốc liệt của một thời chiến tranh, giặc Mỹ leo thang bắn phá, biến phà, nhà thương, trường học. Khắc họa những hình ảnh thầy trò, lớp học ngầm dưới hầm sâu vẫn bay xa tiếng hát. Mưa bom bão đạn của quân thù vẫn thi đua giải tốt học tốt, để đến bây giờ các em khôn lớn, trưởng thành, bay cao, bay xa. Phần cuối tập thơ là 9 bài thơ chọn lọc của bạn bè tặng. Đó là những tình cảm, những nhận xét đánh giá của bạn đọc khi đọc 2 tập thơ của tác giả. Tập Tình Cát ra đời chắc chắn sẽ được bạn đọc gần xa hưởng ứng và có những nhận xét tốt đẹp. Tặng Cảnh Giang, thơ của một thầy giáo trường làng, dung dị hiền lành, giàu cảm xúc.